Quảng Trị, một nữ sinh lớp 11 tử vong sau 7 ngày tiêm vaccine COVID-19. Sau khi tiêm vaccine COVID-19, nữ sinh lớp 11 ở Quảng Trị bị choáng và sốc phản vệ. Sau 7 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, em đã tử vong. Chiều ngày 9 tháng 12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị xác nhận em N. TNN, 17 tuổi, trú tại xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, học sinh lớp 11 trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Thận, tử vong chiều nay 9/12 sau 7 ngày tiêm vaccine COVID-19. Ông Võ Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong, cho biết nữ sinh N được tiêm vaccine COVID-19 Pfizer có hạn sử dụng đến tháng 2/2022 tại điểm tiêm của trung tâm vào chiều ngày 2 tháng 12. Quá trình khám sàng lọc, em N cho biết có tiền sử dị ứng, nhưng gia đình em mong muốn được tiêm vaccine. Cũng theo ông Tâm, người có tiền sử dị ứng với vaccine không nằm trong danh mục chống chỉ định tiêm vaccine COVID-19. Ngoài ra gia đình cũng có nguyện vọng tiêm nên phía trung tâm đã tiến hành tiêm vaccine cho em N sau khi tiêm vaccine COVID-19. Em N bị nổi mề đay, 25 phút sau có biểu hiện choáng, sốc phản vệ, mạch huyết áp tụt. Y bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong xử lý theo hướng sốc phản vệ. 10-15 phút sau không thuyên giảm thì vừa xử lý vừa đưa em N lên xe để chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Quãng đường đi, em N có biểu hiện ngừng tim, ngừng thở. Sau khi đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, em N được hồi sức tim phổi, chuyển hồi sức tích cực, chống độc. Quá trình điều trị, em N bị rối loạn đông máu, bệnh viện đã huy động nhiều y bác sĩ và cán bộ, người dân đến hiến máu cho em N. Tuy nhiên, đến 13 giờ chiều nay ngày 9 tháng 12, em N đã tử vong.